Cái này cây sam hồng nha các bạn. Linh sam hồng á. Cây này cây riêng nha, chúng phải ghép nha. Cây chiếc cành. Cây hồi xưa mình chiếc cành giống sam hồng. Mình bán hai cây, đây một cây. Cái này mình bứng lên rồi mình tỉa là mình bó bầu nữa các bạn. Đây bên đây cây nữa nè. Cao chắc khoảng 1,5 m vậy. Nhưng mà cái tược nó cao lên khoảng 1,5 m. Cao lên khoảng 1,5 m á. Rồi chắc tỉa lại sơ sơ gọn lại. Đây một cây. Nói chung cái này hoành nó cũng không lớn lắm, hoành nó khoảng so với chai nước rồi nha. Mình bán hai cây, 500.000 bao ship. Sam hồng nha các bạn, sam hồng. Vậy bạn chơi bông cũng được, sam hồng đó. Nó có gai nha các bạn chứ không phải là không gai đâu nha. Nó ít gai thôi nhưng mà nó có gai bự 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 nè. Gai nó giống như gai sam rừng ngày xưa. Gai nó bự lắm, nó ít gai thôi chứ không phải là không gai nha các bạn. Một số người nói không gai là không đúng. Ít gai nhưng mà nó cũng gai quá trời này chứ không không gai. Số mặt lá nó gai đầm thôi. Nhưng mà gai nó bự. Còn cây đao điểm thì nó ít gai nhưng mà gai nhỏ nhỏ. Này gai nó bự như cây sam rừng vậy. Sam hồng nha các bạn. Có cây đằng kia của mình đang vô mùa bông, bông dữ lắm. Cây hai cây này hai cây tơ nó ít bông. Hai cây 500k bao ship. Cao khoảng 1,5 m á. Sam hồng.